Ê, trong video này thì mình sẽ demo ngắn một chút về cái cách để mà chúng ta có thể là cập nhật cái dữ liệu game online mà không phải là build lại game ha. Thì chúng ta dùng một cái công cụ của cái thằng Unity, nó gọi là Erasable. Thì cái thằng này giúp cho chúng ta có thể làm cái việc đó, và nó còn giúp cho chúng ta quản lý những cái bộ nhớ của những cái asset khi mà chúng ta chạy runtime nó dễ dàng hơn. Ok, thì bây giờ mình có cái game này đây và mình đã build ra một bản ở đây. Ở đây thì mình đã set up những cái dữ liệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem nhé. Đó, đây là nó đang load dữ liệu online xuống nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ để ý cái level này. Level của chúng ta bây giờ chúng ta có 21 level đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cập nhật dữ liệu từ cái Unity Editor và mình sẽ không có build lại game ha. Mình sẽ vào level này, mình tạo ra thêm vài cái level nữa ở đây. Đó, như thế này. Chỗ này chúng ta có đâu đó là 24 level. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ build lại dữ liệu nhé. Chúng ta sẽ cập nhật lại dữ liệu thôi, chứ chúng ta không có là build lại game ha. Khi mà game của chúng ta upload lên trên store rồi thì là chúng ta hạn chế cái việc là build lại ha. Khi mà build lại thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái trải nghiệm user cũng như là cái thứ hạng của game khi mà chúng ta đạt được. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ có build lại dữ liệu thôi. Đây, nó sắp xong rồi. Khi mà xong thì chúng ta chạy game thì chúng ta sẽ thấy là cái dữ liệu mới nó được thêm vào ngay lập tức mà chúng ta không phải làm cái gì cả. Đó, user vào game thì là đã thấy được dữ liệu mới rồi sau khi mà cái màn hình loading nó xong. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nào. Đó, nó đang download cái dữ liệu mới này. Chúng ta xem nhé, chúng ta xem có bao nhiêu level. Đó, vừa nãy chúng ta chỉ có 21 level thôi. Bây giờ chúng ta đã có thêm là 4 level nữa, là 25 level. Đó, thì đây là cái cách và cái công cụ để mà chúng ta sử dụng để cập nhật cái dữ liệu của chúng ta mà chúng ta không phải là build lại game. Thì mình sẽ ra những cái video chi tiết về cái công cụ này sau. Ở đây thì mình ngẫu hứng thôi, mình làm cái video này để cho cái kênh nó có cái content nó đỡ bị là lâu quá không ra video. Ok, nếu mà các bạn thấy video này hay, thấy nó hữu ích thì đừng ngại like hay là chia sẻ video để mà ủng hộ động lực cho team YouTube tiếp tục phát triển những cái video tiếp theo nhé.